xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của Khương Tròn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng lá ổi để các bạn loại bỏ được các mảng bám cao răng và loại bỏ được hôi miệng cực kỳ hiệu quả mà từ xưa đến nay thường được sử dụng. Và ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng, đó là các bạn sẽ sử dụng cho mình 10 chiếc lá ổi nha các bạn. 10 chiếc lá ổi và các bạn rửa sạch. Sau đó các bạn chuẩn bị một cái ấm pha trà. Đó. Sau đó các bạn sẽ làm nhầu cái lá ổi này ra. Đó. Mặt nhỏ ra, các bạn cho vào ấm. Đó. Sau khi các bạn đã vặt nhầu cái lá ổi của chúng ta ra cho vào ấm. Và các bạn cần sử dụng đó là nước sôi để các bạn pha như pha chè nha các bạn. Đấy, các bạn sẽ rót nước sôi vào. Và các bạn thêm một chút muối hạt vào nha các bạn. Ok, và bây giờ các bạn sẽ chờ từ 10 đến 15 phút để cho các chất trong lá ổi được ngấm ra nước nha các bạn. Trong lá ổi thì có những cái chất rất là tốt, đó là chất tamin và oxalic và phosphoric. Ok các bạn, và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng nước lá ổi này như sau. Sau khi các bạn đánh răng ngày 3 lần thì các bạn hãy sử dụng nước lá ổi này để súc miệng từ 1 đến 2 phút. Sau đó các bạn sẽ nhổ đi, sẽ giúp được các bạn loại bỏ được các mảng bám, cao răng và hôi miệng cực kỳ hiệu quả. Hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp được ích các bạn luôn luôn có những hàm răng chắc khỏe và hơi thở thơm tho suốt cả ngày. Và các bạn nên sử dụng liên tục cho đến khi hôi miệng và mảng bám trên răng của chúng ta khỏi hoàn toàn. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy hay thì hãy tặng cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè các bạn. Và đừng quên đăng ký bật chuông để không bỏ lỡ những bài thuốc hay đến từ lá ổi nha các bạn. Bye bye các bạn.